ngày Tết bây giờ ôi khác xưa. Vì nay giàu quá còn xưa nghèo. Ngày Tết xưa thì ôi túng thiếu, bánh chưng chưa đủ ngon, nhà đông con vẫn không kịp gặp. Mà Tết bây giờ sao quá nhanh, nào ai còn muốn được quây quần. Rượu bánh sang xin nay chất ngất, giống bao nhiêu đồ ngon mà ai ai cũng không thèm. Khi xưa tuy nghèo nhưng đầm ấm, vất vả cũng luôn vui. Một năm có riêng ba ngày thôi, dẫu cho sang hay hèn thì ta luôn nhớ phút giây quây quần hạnh phúc khi ra bên cháu con, cùng trong nồi bánh và vui đùa. Đừng có sang giàu nay chán Tết, đón xuân nơi đâu đâu, mẹ cha trông vắng quê nhà. Ngày Tết cũng là khi báo hiếu, chẳng mong con quà to, chỉ mong con cháu quây quần. Người ta là thế nào? Dương Hình. Tự nhiên lại đàn bà móc chuối ra. Đứng im tại chỗ. Đứng đây. Dương Nguyên hiện trạng. Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. À. Mà không cần. Là ai? Đột nhập vào nhà này làm gì? Gặp cướp rồi. Dương Hình. Yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Xuất trình giấy tờ tùy thân. Là ai đột nhập vào gia đình này có việc gì? Ô, con đạo nhạc đạo thơ bây giờ có cả đạo nhời. Là ai nhỉ? Em như cô gái hãy còn xuân trong tràng thân chùa lấm bụi trần hoa cúc. Hoa mơ, hoa mận nở, gái xuân rũ lụa ở trên sông ngân. Xuân đi xuân đến, vẫn là xuân. It's my name Xuân. Này, nói cái gì đấy? It's my name Xuân. Đây là người Việt gốc cha nhá, đừng phát sóng ngang ở đây. Nói rõ, tên là gì? Đúng là cái đồ nhà kê. My name Xuân là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt. Đây là Xuân, quản gia của nhà này. À, hóa ra quản gia. Được rồi, thế bây giờ đây cũng nói luôn. Đây xin tự giới thiệu. Đây là cái thằng đẻ ra cái đứa giả lương cho quản gia. Không có phụ ký làm gì có lương. Là thằng nào? Thằng bố nó. Bố cậu Phúc à? Ờ. Ôi con lại cụ. Con chào cụ. Trời ơi. Ôi trời ơi, cụ lên chơi mà con không biết. Cái gì, ơi. Cái gì, ôi trời ơi, cụ lên chơi mà con không biết. Ôi dừng lại, dừng lại. Vừa gọi là gì? Cụ à? Ra đây bà. Đứng nguyên đấy. Bà. Gọi là gì? Cụ à? Đừng gọi anh là cụ.
Mình chả thích thế đâu, tuổi chúng mình lệch nhau chỉ một vài ba giáp. Để hôm nào rời mát thử một tí xem sao. Nếu như nó thế nào hẳn gọi anh là cụ. Hôm nào rời mát mới gọi là cụ. Cụ vui tính quá. Thế con hỏi thật cụ à, năm nay cụ bao nhiêu tuổi? 75. 75 gọi cụ là phải rồi. Bây giờ à, 60 chưa phải là già, 65 tuổi mới là đang xoan, 70 tuổi mới còn ngoan, mà 75 tuổi vẫn còn là thanh niên. Đấy. Thế được rồi, chết không gọi là cụ thì giờ hạ đi, hạ xuống một vài bậc cho nó tình cảm và dễ xưng hô, nhẹ nhàng tình cảm. Hạ xuống. Hạ đi. Hạ bớt dấu đi ạ. Ừ, lắng hạ tí đi.